sing. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it could be for I got that on your shoulder. You ain't got one right to me, that's all. So just shine a cover, no. Even denied, I don't even mind. Cause if I got love, I'll be by your side. Bay hé hú to lớn, to điếu
trong anh như tan đi những buồn phiền. Nhiều lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm cho vui với em, là thật ra anh luôn mong em yên bình. Có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vẫn tin vào điều ấy. Vì bên anh rất ấm áp đôi vòng tay này. Và nếu như đời giông bão chỉ cần anh được bên em, dần hơn vu vơ ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh ôm sau lưng giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa ta dành trọn đời cho nhau. Được yêu em với riêng anh là hạnh phúc. Xin cảm ơn và dành tặng quý vị có mặt trong buổi trang ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Sẽ cùng đứng dậy để cùng cúi đầu kính chào tới sự hiện diện của tất cả quý vị, và chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ tình hôn của đôi bạn trẻ Minh Anh và Nick Ba Sao đến đây xin phép chính thức được bắt đầu. Những sản phẩm tay đầu tiên vô cùng nồng nhiệt của tất cả quý vị cũng đã trở về dành tặng giây phút yêu thương hạnh phúc đến với chú rể và cô dâu. Thưa với tất cả quý vị chúng ta thân mến, ngày hôm nay thì có thể nói rằng Tam Sơn Tứ Hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Về tham dự với ngày hạnh phúc của đại gia đình và râu rể, có sự hiện diện của toàn thể các ông các bà là các vị trưởng đoàn cao niên đại diện của hai đại gia đình. Bên cạnh đó thì có sự hiện diện của bà con lối xóm, những người bạn của chú rể cô dâu là những người đã cùng trở về chấp cánh tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được viên mãn hơn. Và để cùng cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị bằng tất cả tình cảm nhiệt thành nhất, giờ phút này chúng tôi xin mời bước về sân khấu một vị trưởng đoàn sẽ cùng đại diện gia đình hai họ có những lời phát biểu cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị và để cùng chúc mừng chân niềm hạnh phúc của dâu rể trong buổi trang ngày hôm nay. Xin mời sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện của hai đại gia đình. Kính thưa quan viên hai họ, thưa các vị khách quý, thưa quý ông quý bà cùng toàn thể các bạn, được sự nhất trí của gia đình nhà trai là ông Hoài và bà Sáu cũng như họ Hùng Vi, tôi xin thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị quan viên hai họ cũng như các vị khách quý bà con đã có mặt đông đủ tại hội trường hôm nay để chúc mừng cho gia đình của ông Hoài bà Sáu trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Xin được chúc sức khỏe của toàn thể các quý vị cũng như toàn thể các bạn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý khách gần xa, kính thưa anh em nội ngoại, trong buổi hôm nay tôi thay mặt cho họ là gái. Rồi hôm nay sự nhất trí của hai bên gia đình, nay con cháu tôi rồi về họ nhà trai, con cháu tôi thì rất rất xa,
đi xa. Đây là về làm dâu là hôm nay. Có sau này có gì sai sót thì mong gia đình họ nhà tay chỉ bảo. Một lần nữa xin cảm ơn. Nói lại xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn đại diện của hai dân ta rất là nhiều. Một cái bắt tay được cùng bạn xin được bắt đầu. Và quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng chú rể và cô dâu một sự vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Cặp nhắn yêu thương đã được chính thức trao tặng vào hai ngón tay sáp út, nơi sản phẩm của hai trái tim đã cùng hòa chung làm một. Và kể từ đây, trong một thế giới bao la sẽ có một gia đình nho nhỏ, trong một gia đình nho nhỏ sẽ có tất cả tiếng cười vô cùng hạnh phúc. Xin được cảm ơn chủ đề, xin cảm ơn cô dâu với món quà đầu tiên vô cùng tuyệt vời và viên mãn. Và tiếp theo chương trình, xin mời cô dâu sẽ cùng đám tay của chủ đề, chúng ta sẽ cùng tiến sang phía bên tay phải của ban tổ chức, nơi đó thì tháp ly của tình yêu sẽ tượng trưng cho tất cả những đỉnh cao và nước thăng sông tương lai sẽ được chủ đề cô dâu chúng ta chinh phục. Và xin mời chủ đề Minh Anh sẽ cùng khui nắp của hai chai rượu sâm banh tại bản hoa hạnh phúc và sẽ cùng chung tay với cô dâu để rót lên tháp ly tình yêu những giọt rượu đầy sắc màu trong ngày hạnh phúc của mình. Xin mời cô dâu chủ đề chúng ta cùng thực hiện nghi thức rước rượu cưới tại chương trình đại lễ thành hôn. Vâng ạ, xin mời chủ đề sẽ cùng thể hiện trong một sự tinh tế trên đôi tay đang quen sắc của mình. Chủ đề sẽ cùng khui nắp của chai rượu sâm banh đầu tiên, chai rượu tượng trưng cho nước vợ. Xin được kính mời chủ đề Minh Anh. Thưa với tất cả quý vị chúng ta thân mến, có thể nói rằng dòng chảy của tình yêu nó thể hiện cho một nguồn cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc. Và xin mời cô dâu sẽ cùng chung tay với chú rể để cùng đăng đời sắc màu của hạnh phúc đầu tiên với chai rượu tượng trưng cho nghĩa vợ. Dù có bao nhiêu dòng sông thì cũng biết nó cũng trở về biển cả. Và có bao nhiêu tình cảm tình yêu con người chúng ta dành tặng cho nhau thì cũng mong muốn trở về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gia đình. Và ngày hôm nay giây phút tuyệt vời đã tới, đôi bạn trẻ của chúng ta chính thức chia tay đại gia đình. Từ trong tay thứ hai, chai rượu tượng trưng cho tình trời xin được kính mời. Và giờ phút này thì ban tổ chức xin kính mời tất cả quý vị chúng ta đang tham dự đại tiệc tại tư gia của nhà trai. Xin mời quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những ly bia gốc nước ngọt thật đầy để chúng ta chuẩn bị hô vang lời chúc mừng hạnh phúc dành tặng gia đình và chủ đề cô dâu. Xin được kính mời ạ. Có thể nhờ bạn Châu Linh có thể nâng hai ly rượu dưới cùng dành tặng cho dâu rể để đôi xin mời chúng ta sẽ chính thức làm lễ giao môi tại sân khấu hạnh phúc của mình. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. Và bây giờ xin kính mời chú rể sẽ cùng nâng một ly rượu bên cánh tay phải và xin mời cô dâu chúng ta cùng nâng một ly rượu bên tay phải và chúng ta đứng vào giữa trung tâm sân khấu của mình để chúng ta đan tay nhau vào nhau để nâng một ly rượu giao môi trong ngày hạnh phúc. Và cùng với tất cả quý vị chúng ta nâng ly khai tiệc trong giây phút hạnh phúc của đại gia đình. Và xin mời chủ đề quay trở về cô dâu đi ạ. Xin mời cô dâu quay trở về chủ đề ạ. Chủ đề có thể hướng dẫn cô dâu một chút. Nâng ly rượu bên tay phải. Vâng ạ, và chúng ta sẽ đan tay vào nhau để chúng ta cùng thể hiện cho một tình cảm nghĩa vợ tình chồng. Vâng ạ, đúng rồi ạ, hai bạn chúng ta sẽ đan tay vào nhau đi nào. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta có mặt trong buổi trang ngày hôm nay, chúng ta sẽ nâng ly thật cao được không ạ? Nào, cao tay nâng chén rượu nồng để chúc cho nghĩa vợ tình chồng trăm năm. 1, 2, và 3. Chúc mừng hạnh phúc. Xin được cảm ơn chủ đề, xin cảm ơn cô dâu. Và tiếp theo chương trình ạ, xin mời chủ đề sẽ nắm tay cô dâu. Chúng ta sẽ cùng tiến về với tháp bánh tình yêu. Sau chúng ta sẽ cùng tập trung chiếc dao để chúng ta cùng cắt lấy tháp bánh tình yêu của mình với ba lát cắt. Và lát cắt cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị trở về có mặt trong buổi trang ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và lát cắt
thứ ba là một nền tảng cho một mái ấm tình yêu của gia đình, một ngôi nhà hạnh phúc sẽ cùng chờ đón chú rể và cô dâu. Xin được kính mời. Xin cảm ơn chú rể, xin cảm ơn cô dâu với giây phút chia sẻ ngọt bùi để cùng thể hiện cho sự đồng sức đồng lòng, thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng toàn. Và thưa với tất cả quý vị, song song với niềm hạnh phúc của hạnh niềm vui tuyệt vời, gia đình chúng ta sẽ luôn đồng hành chia sẻ với hạnh phúc của chú rể cô dâu. Và bây giờ xin mời dâu rể chúng ta sẽ đứng dậy để cùng đón nhận chính là tình cảm món quà đến từ đại gia đình nhà trai. Và món quà đầu tiên chúng con xin mời bước về sân khấu chính là món quà đến. Thưa với tất cả quý vị, từ xa xưa hình ảnh của người mẹ là một điểm tựa, một bờ vai vững chắc để các con của chúng ta nương nhờ. Đi khắp thế gian không ai thức bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vì thế mà ơn cha nghĩa mẹ từ ngàn xưa đã được ví là ơn của trời với bề. Mẹ ơi, con nhớ như in bài học đầu tiên từ thiết tha lòng mẹ. Bên cánh bóng đung đưa khi con còn bập bẹ, như vọng đến từ ngàn xưa cô hát à ơi. Lời mẹ hát ru con qua sông núi biển trời, có lưới tre xanh ấm tình làng nghĩa xóm. Có nỗi gian chân nhọc nhằn khuya sớm, vất vả đường cày có nơi gác chân cha. Và kể từ đây có ai hỏi biết ra sao rằng mẹ là ai, em hãy trả lời với mọi người rằng mẹ em là cô tiên, mẹ em là cô tấm. Mẹ em không sinh ra em, nhưng sinh ra anh, là người chồng, là chỗ dựa cho em từ đây cho đến được cuộc đời. Với tình cảm yêu thương ngày trước đó là món quà đầu tiên, đặt chân về với mảnh đất của quê hương, sống hoa thành trương quang làm dâu. Cô dâu chúng ta được đón nhận những tình cảm, hương vị, tình thân của mẹ. Chúc mừng hai con. Và cũng rất kính mong tất cả quý vị hãy cùng dành tặng mẹ Sáu một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Người thương ngọt ngào của ông bà với một niềm đau cùng xin được kính mời Minh Anh và cô dâu Nít Đa Sao xin mời món quà đến từ bà nội thân yêu của cháu rể. Vâng ạ, có những cảm xúc thật ngọt ngào và những giây phút thật tuyệt vời đang hiện diện tại sân khấu. Người bà nội đang chính thức trao tặng phần thể hiện tới một niềm vui trọn vẹn và sự quan tâm, sự yêu thương của gia đình ngày hôm nay trở về. Chúc mừng cho hạnh phúc của hai cháu chúng ta. Chúng tôi xin mời bác bạch sơn cầu chính là món quà đến từ anh chị của chú rể, món quà đến từ mẹ nuôi của chú rể, món quà đến từ anh Tùng bạn của chú rể, món quà đến từ dượng dì của chú rể, món quà đến từ bà nội của chú rể, món quà đến từ vâng ạ, những lực quà đã được cả sớm tên. Xin kính mời món quà đến từ chú kế, món quà đến từ chú Mự Cường Mơ cùng với chú Tám sẽ cùng trở về sân khấu trong buổi trang ngày hôm nay với món quà hạnh phúc dành tặng cho hai cháu của chúng ta. Xin được kính mời ạ. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chỉ ngày anh quyết cưới em liền tay đàn trai bưng mâm. Theo sau anh được em gì làm dâu, ngày lên trong thang chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi. Vâng ạ, xin được kính mời những tình cảm lực và tiếp theo đại diện ban tiên của nhà trai chúng ta đã được đọc tên ạ. Chúng ta sẽ cùng trượt về tại sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay chính là món quà đến từ anh chị của chú rể, món quà đến từ mẹ nuôi, món quà đến từ anh Tùng, món quà đến từ dượng Duy. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lạc trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng.
yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tinh vi. Sau khi trao quà xong thì xin được kính mời quan viên của nhà ta chúng ta đứng sát đầu dâu rể để chúng ta sẽ chụp lại bức ảnh đẹp nhất. Gia đình chúng ta sẽ làm kỷ niệm tại ngày phúc của chủ đề và cô dâu. Xin được kính mời. Tay em chỉ nhận vàng, ôi dù quá xa em. Ai mà nhiều hết luôn, yêu dàng ngựa hót, anh khóc đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay đỏ tung trời, cùng nhau cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sông gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó lo. Chỉ nhau cầu vàng mà đông đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung. Cho chủ đề của chúng tôi một chàng trai đức độ và chữ tình trọn vẹn hạnh phúc, đó chính là lời yêu thương, những cảm nhận về hôn nhân hạnh phúc của gia đình. Và chủ đề chúng tôi chính là một bờ vai vững chắc để cô dâu của chúng ta sẽ được nương nhờ, vì thế mà gia đình và chúng ta sẽ yên tâm trở về với quê hương của mảnh đất hoa thành châu quang, mảnh đất phù hợp yêu thương chúng ta làm dâu thì luôn được sự quan tâm của bà con lối xóm trong sổ họ của chúng ta cũng luôn chia sẻ và tạo điều kiện để cô dâu chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ nàng dâu trong nhà. Nam xinh đẹp cùng với đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là hai đất nước kết nghĩa tình anh em. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tình cảm món quà đại diện của quan viên nhà gái, những cảm xúc, những nụ hôn để thể hiện cho hương vị của tình thân trong buổi trang ngày hôm nay. Sẽ cùng hướng dẫn cảm xúc của mình kiểu về sân khấu tình yêu. Chúng ta đón chào tiếng hát đến từ bạn Vó Giáp, là một giọng ca đại diện những người bạn của chủ đề, cũng là một giọng ca xuất sắc của quê hương Quỳ Hợp. Chào âm nhạc đến từ Vó Giáp.